Welcome back, KIL. We're super excited to sign a multi-year contract deal with the one and only, the best top laner in the VCS, Mr. KIL. So, are you ready to sign this contract? Everybody, bro. Let's do it. Contract! Oh, there we go. Yeah. Make sure to read it over carefully. Okay. Multi-year, we're super excited to have you back here. Leading the way for GAM. All right, it's official. Welcome back to GAM, Mr. KIL. Let's go. GAM time. Và Lucky Lớn đang muốn end game. Họ muốn end game, họ có đủ sát thương từ Zeke không đây? Kia Gia lao ra và đó là một sát giật bộ đội hình của Luxury và không end game được. Đường quân phía GAM đều đang tự tin trong pha giao tranh này. CBL né được một cú quy mà ta chạy được về, nhưng Kia Gia quyết định combo tốc biến lên và ta có được điểm hai. Ta bị trụ băng và ta không nằm. Quái gì thế này? Cột chính của GAM để đi xa cùng với GAM là tại vì chị cái đấy, ngoài cái việc mà bạn là the number one top laner của VCS, và ngoài việc đó là tại vì chị cái nhìn thấy là bạn luôn luôn muốn làm sao để nâng lên cái tiêu chuẩn mà nâng lên mọi người xung quanh bạn để cả đội sẽ phát triển được, không phải là chỉ một người mà về me thôi, và bạn này luôn luôn suy nghĩ về we and that's GAM. Thì mấy cái yếu tố đó là một cái lý do mà tại sao TK thấy là ngoài việc chơi ấy, mà ở ngoài KI là một người rất là tuyệt vời. And I like to be around him. He has good energy, man. Thank you, man. Đối với bản thân mình thì một năm qua đã đồng hành cùng Energy, mình cảm thấy rất là vui. Vì khi mà Energy đầu tư mình thì bọn mình đã rất là gọi là có một cái cơ sở hạ tầng rất là tốt, như là môi trường và cũng như chỗ tập luyện và chỗ ăn uống và chỗ tập gym để mà rèn luyện sức khỏe cho bọn mình, nên là mình rất là vui khi mà một năm qua được đồng hành cùng với NAG. Thì lý do lớn nhất là vì mình đặt một sự tin tưởng rất là lớn cho cấp trên của GAM, vì mình tin rằng cấp trên của GAM sẽ thay đổi được những đội hình trong năm sắp tới để có thể gọi là nâng được cái phần trăm gọi là cao cho chức vô địch trong những năm sắp tới. Thì mình tin vào điều đó nên là mình quyết định ở lại, và mình chắc chắn là điều là năm tới sẽ là một năm rất là bùng nổ khi mà VCS được GOT can thiệp vào, nên là mình tin vào điều đó và mình rất là mong chờ những năm tới giải đấu nó sẽ hấp dẫn, nên là mình tin vậy.